Xem xét xử lý hai cái bài dãy số này ha, bài thứ nhất, bài thứ hai, và sau đó mình để lại một số bài tập, các bạn thử xem xét ha. Ta lần lượt xem xét hai cái bài toán mình mới giới thiệu ở đầu ha. Thì những cái bài dãy số này chúng ta đòi hỏi chúng ta phải tìm ra cái số hàng tổng quát của dãy số ha. Ở đây chúng ta thấy có UN nè, có dính n cộng 5 nè, n cộng 3 nè. Thì có UN sẽ tương đồng gần gần giống với n cộng 3 ha, tức là thì con n cộng 5 này nó gần gần với n cộng 1, chúng ta đẩy n cộng 5 xuống ha, chia hai vế cho n cộng 5. Mình phân tích trước ha. Chia hai vế cho n cộng 5 thì chúng ta được cái điều sau. N cộng 1 nè trên cho n cộng 5 nè bằng UN nè chia cho n cộng 3 nè cộng cho 22 trên cho cái n cộng 3 nè trên cho n cộng 5 nè. Điều này đúng với mẫu n thuộc n sao, n là nguyên dương ha. Chúng ta phân tích một cái phân tích sơ bộ ha. N này thì nó tương ứng với mẫu ha, UN á, N trong UN nha. Hoặc là UK đi ha. Nó tương ứng cái mẫu nha. K bằng N ha, thì cái mẫu là N cộng 3. Nhưng rất tiếc, UN cộng với ứng với N cộng 1. Thì nó không như vậy ha. Ứng với K bằng N cộng 1 thì nó sẽ tương ứng như đây là N cộng 5. Đáng lẽ ra cái mà chúng ta kỳ vọng nó đúng cái quy luật bên trên ha, thì nó chính là N cộng 3 thay N với N cộng 1, tức là N cộng 4 thay vì nó là N cộng 5 ha. Cộng 4 nha, cái mà chúng ta kỳ vọng, nhưng nó không ra được như vậy. Thì chúng ta sẽ xem xét hai cái quy luật ha, biến n thành n cộng 3, n cộng 1 thành n cộng 5, thì tương ứng như biến n thành n cộng 4 ha. Xét alpha n bằng n cộng 3 và beta n bằng, không phải là cái sự tương ứng ở dưới này chính là cái con beta n cộng 1 ha. Đây chính là beta n cộng 1. Còn đây là cái con alpha n ha. Thì beta thì tương ứng là beta n nó bằng n cộng 4 ha. Thì chúng ta viết lại công thức, cái hệ thức chia hồi trên lại như sau. UN cộng 1 trên cho beta n cộng 1 bằng UN trên cho alpha n. Còn bên đây là ghi chung chung là FN ha. Thì chúng ta thấy được rằng hai cái mẫu này nè có vẻ nó không dính dáng gì nhau ha. Do đó chúng ta sẽ tạo ra một cái mẫu chung cho chúng. Thì lúc đó chúng ta đặt VN nè bằng UN trên cho alpha N nhân cho beta N ha. Và chúng ta cũng sẽ thấy một điều đặc biệt ha. Thì alpha N cộng 1 nè thì nó bằng beta N luôn. Được, chúng ta có thể kiểm tra nè. Alpha N cộng 1 thì nó chính là N cộng 4 nè, bằng beta N nè. Rồi chúng ta thử xem xét ha. Từ đây bằng cách đặt này chúng ta sẽ dẫn đến UN bằng alpha N nhân beta N nhân cho VN. Ta thay cái thông tin này vào cái hệ thức chia hồi trên, chúng ta tìm ra được một cái hệ thức chia hồi mới ha. Từ đó ta dẫn đến alpha N cộng 1 beta N cộng 1 nhân cho U, nhầm cái U mà là VN cộng 1 là beta n cộng 1 nha.
nhân cho v n cộng 1, đây chính là u n cộng 1 ha, chia cho beta n cộng 1 bằng un chính là alpha n nhân cho beta n nhân cho vn trên cho alpha n tổng cho fn. Chúng ta dạng ước ha, chia tử mẫu cho beta n cộng 1 nè, chia tử mẫu cho alpha n cộng 1 nè, thì ta dẫn đến alpha n cộng 1 nè nhân cho vn cộng 1 nè bằng alpha nhầm beta n ha. Rồi, vn cộng cho fn. Và chúng ta chú ý cái điều đặc biệt ở bên trên, alpha n cộng 1 và beta n nó bằng nhau ha, và nó bằng n cộng 4. À, từ đó chúng ta sẽ chia hai vế cho alpha n cộng 1 hay cũng chính là beta n ha, chia hai vế cho n cộng 4. À, ở đây chúng ta nhớ rằng fn của chúng ta bằng 22 trên n cộng 3 nhân n cộng 5 nha. Từ đó chúng ta dẫn đến vn cộng 1 bằng vn cộng cho fn trên cho beta n tức là n cộng 4. Thì cái cụm này nè được viết lại chính là 22 trên cho n cộng 3 nhân cho n cộng 4 nhân n cộng 5. Như vậy chúng ta đặt đây chính là gn ha. Này thì cái việc xác định VN, thật ra chúng ta cần xác định UN. Muốn xác định UN chúng ta xác định thông qua VN. Muốn xác định VN thì chúng ta tính tổng sau. Nhớ rằng là chúng ta có VN cộng 1 nè bằng VN nè cộng cho GN nè. Từ đây chúng ta với mỗi N lớn bằng 1 nè. Từ đây ta dẫn đến VN bằng V1 cộng cho tổng K chạy từ từ 1 đến N trừ 1 GN. Khi N bằng 1 thì người ta hiểu cái tổng này bằng 0 ha. Như vậy chúng ta quy về cái việc tính tổng cái này thôi. V1 là có rồi, ta tính tổng này là xong ha. Ở đây chúng ta nhớ rằng ở trên đây chúng ta có một cái ý tưởng quan trọng nè. Từ cái hệ thức chu hồi này nè, chúng ta sẽ làm ra tạo ra sự xuất hiện của cả alpha n và beta n thông qua cái đặt mẫu thức chung như thế này ha. Vn bằng un trên alpha n nhân beta n. Và chúng ta chú ý được sự đặc biệt liên hệ giữa alpha n với beta n. Rồi, từ đó chúng ta sẽ dẫn đến cái hệ thức chu hồi này. Và chúng ta nhấn mạnh lại, nhớ lại một điều nữa ha, alpha n cộng 1 bằng beta n, ta dạng ước hai vế cho có alpha n cộng 1 cũng chính là beta n, ta dẫn đến cái hệ thức chu hồi này. Gn nó chính là 22 trên n cộng 5 nhân n cộng 4 nhân n cộng 3 ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành tính tổng này thôi. Tổng này nó khá là cơ bản, chúng ta sẽ phân tích thông qua cái mẫu này ha. Xem phần thử phân tích rồi chúng ta xử lý con GN ha, V1 để tính sao. Lưu ý rằng mình ghi nhầm nha, GK chứ không phải GN. Thật ra chúng ta có thể lùi dần chúng ta sẽ có được cái tổng này ha. Thật ra chúng ta có thể xem xét cái điều sau, thay vì chúng ta lùi cũng được. Chúng ta có VN nè thì bằng VN trừ 1 nè cộng cho GN trừ 1 nè. VN trừ 1 nè, giả sử N trừ 1 nó vẫn còn lớn hơn bằng 1 ha. Thì bằng VN trừ 2 nè cộng cho GN trừ 2 nè.
cộng vân vân ha. Cuối cùng gần cuối nó chính là V2 bằng V1 cộng cho G1. Ta tổng hết lại, sau đó chúng ta giãn ước các cái số hạng từ VN trừ 1 đến V2 nè. Ta sẽ có sự xuất hiện nè. Có VN trừ 1 nè, hai vế nè, giãn ước nè. Tương tự N trừ 2 mà nó lớn hơn bằng 2, lớn hơn 2 thì nó sẽ có ở hai vế giãn ước ha. Thật ra N trừ 2 mà lớn bằng 2 thì nó sẽ có và cả cả vế trái và phải, chúng ta giãn ước. Hoặc là chúng ta viết thêm một dòng nữa ha. Trên đây có V3 nè. V3 bằng V2 cộng cho G2. Cuối cùng là V12 bằng V1 cộng G1. Chúng ta cũng sẽ giãn ước được cái con V2 nè. Tất cả các số hạng nằm giữa tức là không tính con N nè, VN với V1 nè. Cái chỉ số á, tức là VN trừ 1 đến V2 thì bên trái có một số hạng, bên phải có một số hạng sẽ giãn ước được ha. N trừ 2 mà nó lớn hơn bằng 2 thì nó cũng sẽ có số hạng ở bên trái giãn ước nó luôn ha. Còn lại VN với V1 thôi. Từ những cái điều này ta sẽ suy ra được. Không nghĩ tên số này ha. VN này bằng V1 này cộng cho GN trừ 1 này cộng cho GN trừ 2 này cộng vân vân ha, cộng g nằm ở đây là g1 nha, ở đây là g1 rồi g2 cộng g1. Thì nó chính là cái tổng trên thôi ha. Cái chỉ số k này nè, nó chạy từ 1 cho đến n trừ 1, đây là V1. Giờ chúng ta tính tổng những cái con GK này ha. Giờ chúng ta phân tích GK trước. Lưu ý là GK nó chính là 22 trên cho K cộng 3 nhân cho K cộng 4 nhân cho K cộng 5. K cộng 3, K cộng 4, K cộng 5 nằm trong mỗi cái ngoặc ha. Ta có GK này bằng 22 trên cho K cộng 3 nhân cho K cộng 4 K cộng 5. Chúng ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật phân tích nó thành các cái phân thức đơn giản ha. A trên cho K cộng 3 nè cộng cho B trên cho K cộng 4 nè cộng cho C trên cho K cộng 5 nè. Chúng ta có nhiều cách khác nhau, chẳng hạn công cụ đồng nhất ha, chúng ta có thể tìm ra được A nó bằng bằng C bằng 11. B nó bằng trừ 22. Như vậy GK nó sẽ bằng 11 này. AK nè trừ 2 lần AK cộng 1 cộng cho AK cộng 2 này. Với AK bằng 1 phần K cộng 3 với K lớn bằng 1. Vậy chúng ta cần tính cái tổng sau, tổng GK ha. K chạy từ 1 đến n trừ 1 bằng cái tổng bằng 11 lần cái tổng K chạy từ 1 đến n trừ 1 ha. AK trừ 2 lần AK cộng 1 cộng cho AK cộng 2.
Thực ra chúng ta có thể biến đổi cái tổng này một tí xíu ha, thì nó bằng 11 lần tổng ra chạy từ 1 đến n trừ 1 ak trừ cho ak cộng 1 thì trừ cho ak cộng 1 trừ ak cộng 2. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng nó bằng là 11 lần tổng BK trừ cho BK cộng 1 K chạy từ 1 đến N trừ 1. Trong đó BK được xác định như sau: BK bằng AK trừ cho AK cộng 1. Cái tổng này chúng ta dễ dàng xác định được cái tổng này ha, thì nó sẽ bằng là 11 lần B1 trừ cho BN. Chúng ta lưu ý rằng cái tổng này chúng ta có thể diễn giải cái lý do nó nằm ở chỗ này ha, thì nó chính là B2 nè. Thật ra chúng số hàng gần gần cuối ha, số hàng đầu tiên đi ha, K bằng 1 đi, nó chính là B1 trừ B2 nè. Tiếp theo là B2 trừ B3 nè, vân vân ha. Số hàng gần cuối 2K bởi N trừ 2 nha, BN trừ 2 trừ BN cộng 1, trừ 2 cộng 1 tức là trừ 1. Số hàng cuối cùng 2K bởi N trừ 1 BN trừ 1 trừ BN. Ta tổng lại ha, ta chú ý đến những số hạng bị triệt tiêu, B2 nè, BN trừ 1 nè, BN trừ 1 nè. Tất cả số hạng nằm giữa, đang nói chỉ số ha, từ 2 cho đến N trừ 1 đều bị triệt tiêu ha. Chỉ còn lại là B1 với BN trừ 1. Tổng hết tất cả các số hạng này ha. Vâng. B1 trừ BN cộng 1. BN thôi. Vậy chúng ta thay vô, ta xác định tường minh cái tổng này ha. Các bạn. B1. B1 thì nó bằng là A1 trừ cho A2 rồi trừ cho BN tức là AN cộng 1. Cụ thể ha, thì nó sẽ bằng phần dưới này là cái phần giải thích cho cái phần trên ha, mình khoanh đóng khung nó lại ha, coi như phần giải thích nháp, xem như nó là cái điều cơ bản ha. Rồi cụ thể ha, AN thì bằng 1 phần AK bằng 1 phần K cộng 3 1. A1 thì bằng 1 phần 4 1 phần 3 cộng 1. A2 trừ 1 phần 5 trừ cho 1 phần N cộng 3 cộng 1 phần N cộng 4. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra được AN ha. AN bằng VN chứ ha. VN bằng V1 cộng cái tổng này. Ta chú ý V1. V1 thì bằng U1 chia cho alpha 1 nhân beta 1. Ta có thể ghi chú ở đây. Chúng ta xác định V1 ở đây cho nó tiện ha. V1 thì bằng U1 trên cho alpha 1 nhân beta 1. U1 thì trong đề bài người ta đã cho sẵn nó bằng 9. Alpha 1 thì 2n bằng 1 ha. Thì nó là bằng 4. Beta 1 thì bằng 5.
4 5 20 ha, 9 phần 20. V1 bằng 9 phần 20. Rồi, vậy chúng ta có VN bằng V1 nè, 9 phần 20. Cộng cho 11. Thật ra cái con này chính là 1 phần 20 nè. À, nhầm. 1 phần 4 trừ 1 phần 5 ra là 1 phần 20 cộng 11 phần 20. À, nhân 11. 1 phần 20 cộng nhân cho 11. Tức là ra 11 phần 20. Phần phía sau ha. Thì nó chính là 11 trên cho trừ cho trừ 11 phần gom hai cái phân thức này lại ha, hai cái phân số này lại chính là n trừ 1 trên n cộng 3 nhân n cộng 4. Thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho 11 phần n cộng 3 nhân n cộng 4. Với mọi n lớn bằng 1. Như vậy chúng ta tìm ra được Vn, từ đó chúng ta tìm ra được Qn. Nhớ là Vn bằng alpha n trên beta n, vì Vn bằng un bằng n nhân beta n nhân cho Vn, mà alpha n bằng n cộng 3, beta n bằng n cộng 4 ha. Thì nhân anh lấy con Vn nhân n cộng 3 thì nhân n cộng 4 thì nó là n cộng 3 nhân cho n cộng 4 rồi trừ cho 11 thì nó chính là n bình phương cộng cho 7n cộng 12 trừ 11 tức là cộng 1. Ta tìm ra được cái dãy UN ha, số hàng tổng quát của dãy UN. Từ đó chúng ta tính được cái giới hạn trên một cách dễ dàng ha. Xem lại cái yêu cầu này. Mình mở bên đây cho nó dễ. Rồi, tìm giới hạn 2021 nhân UN chia cho 25 cộng 4N cộng 2022N bình phương. Dựng đến. UN trên cho 25 cộng 4N hai không hai hai n bình phương thì bằng 2021 n bình phương cộng cho 7n cộng 1. Ví mẫu mình đảo thứ tự luôn ha. 2022 n bình phương cộng cho 4n cộng cho 25. Lúc này chúng ta tìm giới hạn của dãy số, nó khá là đơn giản ha. Giới hạn của cái dãy số này đó chính là giới hạn có dạng vô cùng trên vô cùng, chia tử mẫu cho cái số hạn cái đơn thức có số mũ cao nhất ha, chia tử mẫu cho n bình bằng 2021 1 cộng 7 trên n 1 phần n bình. Rồi 2022 cộng 4 trên n 25 trên n bình. Giới hạn của một phần n bình bằng 0 ha. Nên chúng ta có được giới hạn của dãy số cần tìm 2021 UN trên cho 25 cộng cho 4n cộng 2022 nền phương bằng là 2021 trên 2022.
bằng lý luận tương tự chúng ta cũng có thể giải quyết cái bài toán kia một cách dễ dàng ha. Mình viết nhanh cái bài kia ha. Xem lại cái bài này trước đi. Nhớ là chúng ta nhận ra cái cấu trúc này ha. UN với N cộng 3 thì nó sẽ gần gần nhau ha. N cộng 5 với N cộng 1. Chúng ta đẩy N cộng 5 xuống dưới chia hai vế cho N cộng 5 nè. Nhưng mà rất tiếc N, N cộng 3 với N cộng 1, N cộng 5 nó không có tương đồng. Cái quy luật thứ nhất nè, N biến thành N cộng 3 nè. N cộng 1 biến thành N cộng 5, chứ không phải biến thành N cộng 4. Do đó, nếu như đây là cái quy luật là N tương ứng với alpha N, thì đây N cộng 1 không phải là alpha N cộng 1 ha, mà nó là beta N. Lúc đó chúng ta sẽ có được cái hệ thức chia hồi như thế này khi sau khi đặt alpha beta ha, và N beta N. Chúng ta để có sự tương tự hóa giữa cái vế trái và vế phải nè, thì chúng ta sẽ đặt con VN bằng UN trên cho alpha N beta N. Có thể nói một cách nôm na là mẫu chung của hai cái đứa này ha. Rồi ta thế vào trong cái hệ thức chia hồi, ta dẫn đến một cái hệ thức chia hồi đại loại như thế này. Và chúng ta lưu ý rằng cái sự đặc biệt của alpha N với beta N ha. Alpha N cộng 1 bằng beta N chia hai vế cho beta N. Chúng ta có thể quy cái việc tìm số hàng tổng quát về cái việc tính một cái tổng ha, tổng những cái con GN nè. Tổng GK, K chạy từ 1 đến N. Phần còn lại khá đơn giản ha. Tính tổng bằng cái phân tích này. Rồi. Ta nhận ra được cái mẫu số hạng này có dạng như vậy ở dưới nè ha. Tách con AK cộng 1 tách thành thành hai cái số hạng như thế này. Sau đó chúng ta thấy được rằng đây chính là BK trừ cho BK cộng 1, với BK chính bằng AK trừ AK cộng 1. Sau đó chúng ta thu gọn được cái tổng nhờ được cái ý tưởng này. Các số hạng bị triệt tiêu ha. Thu gọn lại ra như thế này. Và còn lại khá đơn giản khi tìm được QN ha. Chúng ta xem xét cái bài toán thứ hai. Mình chỉ dừng lại trong cái việc đưa đến một cái tổng ha, chứ không biết chi tiết cho cái bài thứ hai. Chúng ta thấy đây nè, N cộng 1 nè, UN cộng 1 nè. Trong đây lại có N, UN nè. Thì một cách tự nhiên là ta đặt alpha N chính là bằng N ha. Alpha N bằng N. Thì ta sẽ suy ra được cái hệ thức chia hồi này nó có dạng là alpha N cộng 1 nhân cho N cộng 1 UN cộng 1 bằng hoặc là trừ ha, trừ N cộng 3 nhân cho alpha N UN bằng 2023 với N lớn bằng 1. Thì chúng ta thấy được rằng cái phần thừa này nè, N cộng 1 nè, N cộng 3 nè, nó không có sự tương đồng ha. Và chúng ta sẽ đẩy con N cộng 3 xuống, chia N cộng 1 xuống, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là để cho cái con lớn này nè gần với N cộng 1, con nhỏ này gần với anh UN ha. Alpha N cộng 1 UN cộng 1 chia cho N cộng 3 trừ cho alpha N UN trên cho N cộng 1 bằng 2023 trên cho N cộng 1 nhân N cộng 3 với mọi N lớn bằng 1. Rồi. Chúng ta cũng nhìn nhận theo như bên trên. Con beta N đi ha. Sẽ biến N thành N cộng 1 nè. Thì nó chính là cái mẫu của bên đây ha. Thì khi N bằng N cộng 1 thì cái con N cộng 3 này không phải là bên đây ha. Khi thay N với N cộng 1 thì chúng ta lưu ý rằng con N cộng 3 này nè không phải là beta N cộng 1. Được ha. Vậy chúng ta sẽ xét một cái con beta N gamma N nha. Con mới ha, gamma N
sao cho gamma n cộng 1 thì bằng n cộng 3, hay là gamma n này thì nó bằng n cộng 2. Được ha. Như vậy cái mẫu này nè, đây chính là con gamma n cộng 1 nè. Còn đây chính là con beta n cộng 1, beta con n nè. Bằng cách xác định hai cái con beta n và con gamma n, chúng ta sẽ dẫn đến cái hệ thức chuỗi hồi sau. Alpha n cộng 1, u n cộng 1 trên cho beta n cộng 1 nhầm gamma. Trừ cho alpha n u n trên cho beta n bằng 2023 trên cho n cộng 1 u n cộng 3. Chúng ta tạo ra cái mẫu chung của hai cái đứa này ha. Ta sẽ đặt VN bằng alpha n nhân u n trên cho beta n nhân gamma n ha. Và chúng ta lưu ý một cái điều đặc biệt là gamma 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 n ha, n cộng 1 thì nó chính là bằng coi ha. Gamma n cộng 1 thì nó chính là bằng beta n cộng 1 ha. Nhầm gamma n thì bằng beta n cộng 1. Một cái đặc điểm nè. Beta n cộng 1 bằng gamma n. Rồi. Chúng ta xét cái nghĩa VN nè thì bằng alpha n nè, u n nè trên cho beta n nè, gamma n. Thì chúng ta sẽ dẫn đến thật ra nó sẽ là, ta viết nhanh thôi, cái con này nè so với VN cộng 1 thì nó bị thiếu, thật ra mẫu nó thiếu đi gamma beta n cộng 1 ha. Chúng ta sẽ suy ra là nó chính là beta n cộng 1 nhưng cho VN cộng 1 nè, trừ cho ở đây nó sẽ thiếu, ở mẫu nó thiếu gamma n ha, ta nhân thêm gamma n vô. 2023 trên cho n cộng 1 nhân n cộng 3. Thì chúng ta lưu ý rằng beta n cộng 1 và gamma n nó bằng nhau nè. Ta chia hai vế cho beta n cộng 1 hay là gamma n hay là chính là n cộng 2 ha. Chúng ta dẫn đến VN cộng 1 trừ VN này, bằng bằng FN này. Với FN được xác định như sau. Bằng 2023 trên cho N cộng 1 nhân N cộng 2 nhân N cộng 3. Như vậy, việc xác định VN thông qua cái việc tính tổng sau. VN bằng V1 cộng với tổng k chạy từ 1 đến n trừ 1 fk. Thì cái tổng những con fk với k chạy từ 1 đến n trừ 1 chúng ta tính y hệt như bên trên ha. Cái phần còn lại nó khá là cơ bản. Ý tưởng chúng ta xây dựng cái mẫu ha, cái quy luật của mẫu nè. Hai cái mẫu này khác nhau. Ta đặt này là chính là con này là alpha beta beta n nè. Con này chính là cái con gamma n cộng 1 nè. Chúng ta sẽ tạo ra cái mẫu chung của hai đứa này ha. Từ đó chúng ta suy ra được cái hệ thức truy hồi cấp 1. Thật ra cái hệ số hằng luôn ha. Và thậm chí nó chúng ta có thể xác định cái dãy số này bằng cách tính tổng một cái tổng ha. Cái tổng này thì nếu nó đơn giản thì chúng ta có thể tính tổng này một cách đơn giản bằng cái kỹ thuật phân tích thành các phân thức đơn giản. Rồi tính tổng y hệt bên trên. Vậy đến đây mình sẽ dừng lại ha, còn làm tiếp. Rồi các bạn có thể làm các cái bài bên dưới như là bài tập nhé. Bài này như là bài tập. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây.